và xử lý quá hay của chị Hồng Thái nha anh em. Không thành công. Nói chung là tôi bị khó nha anh em. Múa cũng không ra góc ra nha anh em. Múa cũng không có góc. Có cúp. Hay. Nhất định nha anh em. Và xử lý đầy tinh tế của cầu thủ Kim Hồng Thái. Xuất sắc nha anh em, quá xuất sắc. Đúng là tài năng trẻ nha anh em, đúng trẻ luôn. Né cà dê hay dữ trời.